Bánh thạch Milo, trân châu Milo. Đây là một món mà vô cùng ngon luôn á mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái này nha. Rất là ngon luôn mà còn rất là dễ làm. Mọi người chỉ cần chuẩn bị một vài thành phần đơn giản. Đầu tiên chính là một bịch bột năng như thế này. Tiếp theo đó chính là một hộp sữa Milo. Nếu như mọi người không dùng sữa Milo thì mình cũng có thể dùng bột cacao, mình pha ra, hoặc là mình dùng cái bột Milo bột á thì mình sẽ pha ra thành sữa. Bây giờ thì mình đang làm trân châu Milo, mình sẽ đổ sữa Milo vào trong hỗn hợp bột năng như thế này. Mọi người cũng có thể cho thêm một chút bột rau câu dẻo để cho cái hạt trân châu của mình á, nó sẽ dẻo và ngon hơn. Bây giờ thì mình sẽ khuấy sơ sơ qua như vậy, sau đó thì mình sẽ bắt lên trên bếp, bật lửa bình thường. Đây là một cách khuấy bột của mình, nếu như mọi người có cách khuấy bột quen thuộc thì hãy cứ làm theo cái cách khuấy bột bình thường của mọi người nha. Khi mà mình nấu cái hỗn hợp này trên bếp á, thì cái hỗn hợp này nó bắt đầu chín lại và nó sẽ chín và trong hơn như thế này nè mọi người. Khi mà mình thấy nó trong và dẻo như thế này thì bây giờ mình sẽ tắt lửa và nhấc xuống, đợi cho cái chảo của mình nó bớt nóng đi thì mình sẽ bắt đầu công đoạn nhồi bột nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cho thêm bột năng khô vào và sẽ nhồi với cái hỗn hợp bột năng mà mình vừa nấu chín lúc nãy á, và mình cứ nhồi như vậy cho đến khi cái cục bột của mình nó được thành quả như thế này, nó không có dính tay nữa và mình cũng có thể dễ dàng vo thành viên trân châu. Mình xoa một chút bột khô lên trên thớt và bây giờ là công đoạn tạo hình cho viên trân châu. Mọi người nặng bột ra thành từng sợi dài như thế này, sau đó thì mình sẽ lấy một cây dao và mình sẽ cắt ra thành từng viên nhỏ, và sau đó thì mình sẽ để cái viên bột này ở giữa lòng bàn tay và mình xoa 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 thì cái viên bột nó sẽ trở thành một cái hình tròn rất là dễ thương á. Sau khi mà mình xoa xoa tròn như thế này, đây là một cái công đoạn mà phải nói rất là lâu luôn, kiểu như vo viên trân châu mà muốn hết bà cái thanh xuân luôn á mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cho vào tô và mọi người nhớ là cho thêm một ít bột khô để những cái viên trân châu nó không có dính lại với nhau. Trước khi mà mình bỏ vào trong hộp để đi cất á, và hoặc là trước khi đi luộc á, thì mình sẽ bỏ qua một cái rây và mình sẽ rây bớt cái phần bột khô ở phía bên ngoài để cho cái viên trân châu của mình nó sẽ ngon hơn, nhưng mà nó vẫn bảo đảm là sẽ không có bị dính nhau. Mình sẽ đổ vào trong hộp như thế này, đậy kỹ nắp lại và để ở trên ngăn mát tủ lạnh nếu như mà mình sử dụng trong tuần. Còn nếu như mọi người để lâu thì hãy để trên ngăn đá nha. Khi mà mình luộc trân châu á, thì mọi người nhớ là bắt một cái nồi lên, nước thật là sôi thì mình mới thả viên trân châu vào. Cho đến khi cái viên trân châu nó nổi trên bề mặt như thế này thì mọi người bắt đầu canh giờ. Với trân châu vừa làm xong á, thì mình sẽ luộc trong khoảng 8 cho đến 10 phút á mọi người. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu ngâm ở trong nước nóng tiếp tục nữa khoảng 10 phút rồi mình mới vớt ra. Bây giờ thì mình sẽ làm cái phần thạch bánh Milo nha. Mình dùng bột rau câu dẻo và mình sẽ đổ ra như thế này. Mình hòa tan chung với sữa Milo. Cái hộp sữa hồi nãy mà mình sử dụng làm trân châu mới có một nửa à. Bây giờ một nửa còn lại thì mình sẽ dùng làm bánh luôn. Mình sẽ đổ và khuấy tan với cái hỗn hợp bột rau câu dẻo. Khuấy tan như thế này. Bạn nào muốn ăn ngọt nhiều hơn á thì mọi người hãy bỏ thêm đường, còn mình thì như vậy là đã đủ rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nấu cái hỗn hợp này lên. Khi mà nó sôi sôi như thế này và cái bột rau câu dẻo nó đã hòa tan được vào cái sữa Milo của mình thì mình sẽ tắt bếp, nhấc xuống và đổ vào trong một cái khuôn. Và mọi người nhớ là cái hỗn hợp này nó khá là nóng, cho nên mọi người hãy đổ vào trong những cái khuôn kim loại hoặc là những cái khuôn bằng sành, bằng sứ, chứ đừng có đổ vào cái khuôn nhựa nha. Sau một thời gian đợi chờ khoảng 30 phút thôi thì mình đã có được một cái bánh Milo như thế này nè mọi người. Kiểu như nó dai dai, sực sực á, nó rất là ngon luôn. Nó kiểu giống như là bánh thạch vậy đó mọi người, nó giống như là thạch á. Bây giờ thì mình sẽ cho trân châu Milo lúc nãy mà mình làm, và sau đó thì rưới một chút sữa đặc lên trên. Trời ơi, ăn cái món này ngon cực kỳ luôn á mọi người. Nhìn nó đơn giản như thế thôi nhưng mà cái món này ăn rất là ngon luôn. Nó béo béo, ngọt ngọt, giòn giòn, sực sực, rất là đã luôn. Mình khuyên là mọi người bữa nào mà rảnh á thì thử làm cái món bánh này. Có thể làm cho con em của mình ăn, hoặc là cho gia đình ăn, cho bạn bè ăn, hoặc là cho bản thân của mình ăn cũng rất là ngon nữa. Mình làm cái món này trong một cái ngày mưa mưa và ăn rất là đã luôn mọi người. Một cái món tráng miệng vừa đơn giản, thành phần thì cũng rất là dễ kiếm, và đặc biệt là giá tiền nó cũng rất là vừa phải nữa, nhưng mà rất là ngon. Mọi người đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình nha.